Xin chào các bé, hôm nay chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con hổ. Con hổ. Hổ có mấy chân? Hổ có mấy chân? Bốn chân. Bốn chân. Con hổ này có màu gì? Con hổ này có màu gì? Màu vàng sọc đen. Màu vàng sọc đen. Trên màn hình có mấy con hổ? Trên màn hình có mấy con hổ? Hai con. Hai con. Hai con hổ này đang làm gì? Hai con hổ này đang làm gì? Chúng đang nghịch nước. Chúng đang nghịch nước. Hổ là loài thú ăn thịt. Hổ là loài thú ăn thịt. Chúng to lớn và dữ tợn. Chúng to lớn và dữ tợn. Hổ rất nguy hiểm, nên các bé hãy tránh xa những con hổ này ra nhé. Hai con hổ này được nuôi ở đâu? Hai con hổ này được nuôi ở đâu? Ở trong chuồng. Ở trong chuồng. Đây là gì? Đây là gì? Đây là em bé và con hổ trắng. Đây là em bé và con hổ trắng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin mời các bé nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký để theo dõi video mới trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.